À, chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khán giả của Đại Gia Đình Người Việt Channel và thưa quý khán giả, hôm nay là chiều thứ hai, ngày 19 tháng 6 năm 2023. À, xin chào tái ngộ cùng anh Đinh Quang Tiến. Tôi là Đinh Quang Tiến, trân trọng kính chào quý khán thính giả của Người Việt Channel. Kính chào anh Hoàng Bách. Dạ vâng, xin chào anh và thưa quý khán giả, chúng tôi các khách mời của chúng tôi có hai vị là tên Tiến. Là Tiến tới là ngon lành nha. À, một anh là Nguyễn Lê Tiến và anh này là Đinh Quang Tiến, là người ở thành phố chúng tôi, là một dân nhân, là một người, anh cũng là phụ tá của dân biểu Hiệp hội Võ ở thành phố Hy Tinh. À, thưa anh Tiến, trước khi mình vào chủ đề để mình thảo luận đó, thì anh Tiến có thấy có một số vấn đề cũng là khá quan trọng, cho nên chúng tôi gửi đến quý vị chỉ tóm tắt ngắn gọn thôi. Thứ nhất là ai cũng quan tâm về cái chuyến đi của ông Blinken tới ở Bắc Kinh. Chuyến đi này thì lẽ ra đi từ tháng 6 rồi, tháng 2 rồi, vào ngày mùng 4 tháng 2, nhưng mà vì cái khinh khí cầu đó, cho nên chần chờ kéo dài, rồi cancel đi, ngưng lại không đi. Rồi sau đó nhiều lần nói chuyện thì cuối cùng mới có một cái chuyến đi cách đây 2 ngày, ngày 18. Và ông qua khi ngày 18 thì ông có mặt ở Bắc Kinh. Trước nhất là ông có gặp người gọi là đồng cấp với ông là Ngoại trưởng của Trung Quốc là ông Tần Cương. Anh biết gặp mấy tiếng không? Gặp tới có báo chí đó thì nó là 6 tiếng rưỡi, có báo chí thì nó trên 7 tiếng, thì mình nói chung là 6 7 tiếng, như vậy là khá dài. Và sau đó, đó ông gặp một cái nhân vật thứ hai là ông gặp ông Vương Nghị. Ông Vương Nghị thì trước đây là ngoại trưởng, bây giờ ổng coi như là quốc vụ viện rồi, tức là một cái ủy ban mà cao nhất của ngoại giao của Đảng Cộng sản Trung Quốc. À, cuối cùng đó thì trưa ngày hôm nay đó, thì ông gặp ông Tập Cận Bình. Khi gặp ông gặp Tập Cận Bình thì ông gặp vào khoảng 35 phút. Nhưng mà tương đối hai bên cũng cho rằng là cuộc thảo luận này là thẳng thắn và tốt. À, có điều là đề nghị là bên Bộ trưởng Quốc phòng có sự liên hệ với hai bên với nhau, Quốc phòng của Hoa Kỳ và Quốc phòng Trung Quốc, thì ông Tập Cận Bình chưa đồng ý lắm. Nhưng mà ông Blinken có chuyển lời mời ông Tần Cương, tức là Bộ trưởng Ngoại giao của Trung Quốc, sẽ đến thăm qua thành đô. Thì ông Tần Cương đã nhận lời rồi, nhưng có điều là ông sẽ chọn cái thời gian thích hợp nhất thì ông sẽ ghé qua thành đô. Trước khi đi đó thì nhiều người đánh giá cuộc gặp gỡ này không có gì là đột phá cả, nhưng mà trên thực tế như vậy là tốt rồi. Đây là cái chuyến đi mà từ năm 2018 đến giờ, tức là 5 năm rồi mới có chuyến đi. Năm 2018 thì chuyến đi đó là chuyến đi của ông Pompeo, là ngoại trưởng dưới thời của ông Donald Trump, thì ông đi tới đó. Nhưng mà bây giờ 5 năm mà hai cường quốc lớn như vậy mà gặp gỡ ít như vậy là rất là hiếm hoi. Nhưng mà chúng ta cũng biết là cách đây chừng khoảng 1 tháng, khoảng tháng 5, thì ông cố vấn an ninh quốc gia của Hoa Kỳ là ông Sullivan có gặp ông Vương Nghị ở bên Áo trong 2 ngày, cũng thảo luận 2 ngày. Mà trước khi đi gặp này thì chúng ta cũng gặp một cái nhân vật là coi như là trợ lý về ngoại trưởng đặc trách về Đông Nam Á và Thái Bình Dương, tức là ông Rita Pring, tức là trước đây là đại sứ của Hoa Kỳ tại Hà Nội. Thì bây giờ ông đi vào đầu tháng 6 thì bây giờ hai người gặp gỡ nhau, đấy là cái tin cũng khá là quan trọng. Bây giờ thì có lẽ cái tình hình của Ukraine thì cũng có nhiều cái biến cố lắm, nhưng mà nói chung á, là cái tình hình rất là sâu đậm. Bây giờ mình trở lại với cái tình hình của nước Mỹ, thưa anh Tiến. Chúng ta thấy Tổng thống Joe Biden ngày hôm qua cũng có đi vận động tranh cử ở Pennsylvania, và bữa nay này thì ông tới ở Cali và ông tới ở thung lũng Hoa Vàng ở miền miền Bắc Cali, tức là San Jose. Mục đích của ông là đi coi như bắt đầu cuộc vận động tranh cử và cũng bắt đầu là gây quỹ. Lấy San Jose thì có ông Newsom, tức là thống đốc ở đây, cũng tháp tùng với ông cùng đi thăm, cũng đi một vài cái vấn đề. Thì đại khái là cái tình hình nó như vậy. Bây giờ thì trở lại cái tình hình của Hoa Kỳ, anh Tiến cũng biết rồi, cái tình hình của Hoa Kỳ thì sau khi ông Donald Trump đó bị ông Jack Smith, là công tố viên đặc biệt của Bộ Tư pháp, truy tố về hình sự
và có với cáo trạng là 37 tù phạm ở mà đưa về ở Miami. À, thì sau đó thì ông Trump vẫn tiếp tục là đi vận động gây quỹ 7-8 triệu vân vân và vân vân. Thì dưới cái nhìn của anh nhận định là tình hình của nước Mỹ có gì đặc biệt không? Chúng ta thấy rằng hiện giờ phải nhìn nhận là tin tức hàng ngày ở trong nội bộ nước Mỹ vẫn chính yếu vẫn là nhắm vào những cái diễn biến, những cái tin tức liên quan tới cựu Tổng thống Donald Trump, đặc biệt là trong cái tuần lễ vừa qua vào ngày thứ ba ngày 13 tháng 6, khi mà cựu Tổng thống Donald Trump phải ra trình diện trước tòa án liên bang ở Miami, thì chúng ta thấy rằng những cái sự kiện về cựu Tổng thống Donald Trump lại càng ngày lại càng sôi nổi về những cái sự kiện đó. Khi cựu Tổng thống Donald Trump phải ra trình diện trước tòa án liên bang ở Miami để trả lời về những cái cáo trạng do ông công tố viên đặc biệt Jack Smith và Bộ Tư pháp truy tố trước tòa án liên bang, thì Tổng thống Donald Trump vẫn phủ nhận tất cả những cái cáo buộc trong cái bản cáo trạng của Bộ Tư pháp đưa ra, và ông ta vẫn cho rằng ông ta là người vô tội. Cho nên khi mà cựu Tổng thống Trump trả lời với chánh án là ông ta không có nhận tội, ông ta plead not guilty đó, thì sau đó ông ta đã được cho ra về và đã được sắp xếp để trở lại vào những cái phiên tòa kế tiếp. Nhưng mà có một điểm đặc biệt là trước cái phiên tòa đó thì hai cái người luật sư mà đại diện cho Tổng thống Trump từ trước tới nay, sau khi mà đến gặp đại diện của Bộ Tư pháp và ông công tố viên Jack Smith ấy, để mà yêu cầu hủy bỏ cái vụ án không được, thì sau đó hai trong số ba luật sư của cựu Tổng thống Trump đã rút lui, tức là họ đã từ chức không có đại diện cho cựu Tổng thống Trump ở trong cái buổi trình diện phiên tòa vừa rồi. Chúng ta cũng thấy là ngay sau đó thì cựu Tổng thống Trump đã không giữ im lặng mà ông ta bay về New Jersey để tiếp tục có những cái phát biểu chống đối lại những viên chức và liên quan tới cái phiên tòa đó, cũng như ông ta cũng tự biện hộ cho những cái cáo trạng mà ông ta đang bị truy tố ở tòa án liên bang. Nhưng mà có một điểm chúng ta thấy là cũng phải lưu ý rằng là sau cái buổi trình diện ở tòa xong đó, thì hôm vừa qua cựu Tổng thống Donald Trump có lên đài Fox News nói chuyện qua cái một cái cuộc interview, một cái cuộc phỏng vấn của một cái người xứng ngôn viên của đài Fox News là ông Brett Baier. Trong đó ông Brett Baier đã đặt những cái câu hỏi liên quan tới cái sự kiện các tài liệu mật Mar-a-Lago trong cái dinh thự của Tổng thống Trump. Thì cho đến qua cái nội dung của cái buổi phỏng vấn đó thì chúng ta thấy rằng là ông cựu Tổng thống Trump vẫn phủ nhận tất cả những cái cáo buộc, những cái sự vi phạm mà đã được ghi ở trong cáo trạng. Chẳng hạn là chúng ta thấy rằng ông Brett Baier đặt câu hỏi với cựu Tổng thống Trump là tại sao khi mà cái bộ cái cơ quan lưu trữ văn khố quốc gia Hoa Kỳ yêu cầu giao nộp tất cả những cái hồ sơ có tính cách tài liệu mật và tối mật, thì cựu Tổng thống Trump trả lời rằng là bởi vì ông ta biết rằng trong những cái thùng tài liệu đó đó còn có những cái tài liệu cá nhân cho ta, cho nên ông ta muốn kiểm soát, muốn nghĩa là kiểm soát lại tất cả những cái thùng tài liệu đó trước khi mà trao trả cho bộ cơ quan văn khố lưu trữ tài liệu của quốc gia. Ông Brett Baier đặt câu hỏi rằng là như vậy tại sao ông không
kiểm soát những cái thùng tài liệu đó và giao nộp trả trước khi mà có cái án lệnh của tòa. Thì ông Trump bảo là ông có trao trả một số chứ không phải là không có trao trả, nhưng mà cái số còn lại đó thì ông ta cần có thời giờ để kiểm soát lại tất cả trước khi giao nộp. Thì ông Brett Baer lại đặt câu hỏi như vậy, tại sao ông lại ra lệnh cho những cái người phụ tá, những người thân cận lại di chuyển những cái thùng tài liệu đó đi cất giấu ở những cái địa điểm khác? Thì cựu tổng thống Donald Trump trả lời rằng là ông ta chưa qua bận quá, chưa có thời giờ để mà kiểm soát lại những tài liệu đó. Thì ông Bayer lại đặt câu hỏi tiếp, mà ông đã đem ra lệnh đem những cái thùng tài liệu đi chỗ khác rồi, ông còn nói với những cái người đó, nói với cái luật sư của mình, là nói rằng trả lời cho những nhân viên của bộ văn khố là đã trao trả hết rồi, không còn giữ gì hết. Để đến nỗi những nhân viên và những và cái cơ quan văn khố đó phải chạy, phải liên lạc với Bộ Tư pháp để xin cái án lệnh của tòa để mà đến nhà mà tìm hiểu và tìm kiếm những cái tài liệu đó và tìm ra những cái tài liệu đó. Thì ông Trump muốn trả lời là trước đó Bộ Tư pháp hay là tòa án không có ra những cái án lệnh đó, cho nên ông ta không có giao trả, mà chỉ khi nào có cái án lệnh đó họ đến khám xét thì họ tìm thấy thì họ lấy đi hết. Cái lý do chính ông Trump vẫn nói là ông ta quá bận, ông ta không có thời giờ để mà xem lại những cái thùng tài liệu đó, mà lấy ra những cái tài liệu cá nhân nó nằm xen kẽ ở trong những thùng tài liệu đó để ông ta có thể trao trả những thùng tài liệu cho chính phủ. Tức là đó là một cái cách trả lời của Tổng thống Trump ở trên cái buổi phỏng vấn của Đài Fox News hôm cuối tuần vừa rồi với cái ông Brett Baier của Đài Fox News. Và ngày hôm nay thì qua những cái buổi trong cái buổi phỏng vấn đó, thì có lẽ vào 6 giờ chiều nay đó thì Đài Fox News có lẽ sẽ trình chiếu cho khán giả xem về cái buổi phỏng vấn đó giữa cựu tổng thống Trump và ông Brett Baier đó. Thì chúng ta thấy rằng cho đến bây giờ thì cựu tổng thống Trump vẫn không nhận mình đã vi phạm những cái luật lệ mà trong cái bản cáo trạng truy tố ông ta ở tòa thượng thẩm vừa rồi, và ông ta vẫn nói rằng là tất cả những cái chuyện đó đều có tính cách chính trị và nhằm mục đích để ngăn cản cái sự ra ứng cử tổng thống vào năm 2024 của ông ta sắp tới. Thì chúng ta thấy rằng là cái tình trạng của nước Mỹ bây giờ đó vẫn còn đang chú ý đến những cái sự kiện của Tổng thống Trump. Mà có lẽ chút xíu nữa đây chúng ta nói tiếp là ngoài cái sự truy tố hôm thứ ba vừa rồi ở Miami, thì có lẽ là trong một vài tuần sắp tới đây thì tòa án liên bang có lẽ sẽ truy tố Tổng thống Trump vào đến cái sự kiện ngày bạo loạn vào ngày 6 tháng Giêng năm 2021 vừa qua, bởi vì cái hồ sơ mà đã được công tố viên điều tra mà Bộ Tư pháp cũng giao cho ông Jack Smith về cái vấn đề bạo loạn ngày 6 tháng Giêng vừa rồi đó, thì có lẽ hồ sơ cũng đã hoàn tất rồi. Và tiểu bang Georgia cho biết là họ sẽ có thể sẽ nộp hồ sơ truy tố cựu Tổng thống Trump vào khoảng tháng 7 hoặc tháng 8 năm nay, tức là vào mùa hè năm nay, để truy tố về cái vấn đề sách độc và gây những cái sự rối loạn, bạo loạn ở trong tòa nhà Quốc hội ngày 6 tháng Giêng vừa qua. Thì ông thẩm phán David Carter đó cũng đã ra lệnh cho ông luật sư John Eastman của cựu Tổng thống Trump là phải giao nộp một số những cái email trao đổi của Tổng thống Trump cho Ủy ban điều tra 6 tháng Giêng mà có liên quan, mà trong đó Tổng thống Trump đó đã viết là có liên hệ tới cái vấn đề của kết quả của cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm 2021 vừa qua, xin lỗi, năm 2020 vừa qua. Mà cho đến bây giờ Tổng thống Trump vẫn
nói rằng là cuộc bầu cử không có gian lận, cho nên đó, những cái chuyện đó nó cứ tiếp tục xảy ra, và Tổng thống Trump vẫn cứ tiếp tục phát biểu những cái điểm mà đi ngược lại những cái bản cáo trạng đang được điều tra. Thì chúng ta thấy rằng là có lẽ dân chúng Hoa Kỳ, cử tri Hoa Kỳ và tất cả những cái giới báo chí truyền thông, họ vẫn tiếp tục xoáy mạnh và chú ý theo dõi những cái sự kiện đang tiếp tục xảy ra chung quanh cựu Tổng thống Trump trong cái thời gian sắp tới. Thưa anh Ngọc Dạ vâng, Bạch. anh Tiến vừa nêu mà ông Donald Trump đang đối diện với nhiều cái vấn đề thách thức khác nhau. Nhưng mà đối với ông đó, cho rằng là đây là nạn nhân của ông. Rồi có lúc đó, thì ông nói hơi bất nhất, có lúc đó, thì ông so sánh với cái thời kỳ mà của ông cựu tổng thống Bill Clinton, được báo chí phỏng vấn cái người viết đó, về cái tài liệu của tổng thống đó, của tòa bạch ốc đó, thì họ họ thu lại, họ để lại, rồi sau đó người ta xét xử, rồi người ta cho rằng là ô cái này là cái tài liệu riêng chứ không phải là để cho thuộc văn khố quốc gia, cho nên đã xét xử thành công. Nhưng mà ông vẫn nại cái lý do đó. Ông bây giờ Bộ Tư pháp phải trả lại cái vấn đề, những cái hồ sơ mà lấy về cho ông, bởi vì đây là cái quyền của ông so sánh với Bill Clinton, thời của ông Bill Clinton. Nhưng mà so sánh thì so sánh, bây giờ đó những cái chuyện đó nó cứ ông cứ cho rằng là đây là săn lùng phù thủy, và đây ông lúc nào ông cũng nói đây là nạn nhân, và ông tự hào ông nói tôi là một tổng thống được dân chúng ủng hộ nhiều nhất, đúng ủng hộ nhiều nhất của bầu cử so với những năm trước, nhưng mà vẫn thua bây đảng dân chủ. Ví dụ như là bà Hillary Clinton năm 2016 đó, bà hơn 3 triệu, cũng như là đến năm 20 thì ông tổng thống Joe Biden thì hơn tới 3 triệu, nhưng mà ông vẫn tự hào ông đó kiểu đó. Thì anh có thấy là trong những ngày vừa qua đó, có lẽ những cái sự kiện nó dồn dập, và ông Trump đó đối diện với nhiều vấn đề, thì bây giờ anh thấy là có những cái nhân vật mà quan trọng nhất, ví dụ như là ông Mark Esper, ông này ngày hôm qua được đài CNN có phỏng vấn ông về cái vấn đề, thì ông có tuyên bố đó là nếu ông Trump đó là gây ra trở ngại an ninh quốc gia nữa. Ông nói về ông Mark Esper thì thưa quý khán giả, quý vị biết đó là ông được bổ nhiệm là tháng 6 năm 2019 và ông kéo dài tới tháng 11 năm 2020. Lúc đó, đó thì ông không nghe lời ông Trump nữa, thì ông Trump sa thải ông rồi từ tháng 11. Rồi anh thấy là không những vậy mà chúng ta thấy ông Chris Christie, ông này là cựu thống đốc của New Jersey, và bây giờ ông ra ứng cử, thì ông có nói đó, ông nói rõ đó là ông nói là bây giờ cử tri của Cộng hòa đó nên giả từ, đừng có nói là cái đó là nạn nhân, bỏ đi, bởi cái điều rất là quan trọng đó, càng kéo dài càng lún sâu như vậy đó. Mà tất cả những người này họ khi họ họ họ, họ tổng kết là họ nói là ông Jack Smith ông đưa ra một cái hồ sơ có bằng chứng dẫn chứng quá cụ thể, và quý vị ủng hộ thì chỉ làm cho đảng Cộng hòa tay tua ra, tan nát ra, chứ không có lợi gì hết. Trước cái sự kiện này, như là bà kể bà Kelly Kellyanne Conway nữa, bà cũng lên tiếng, bà nói là đối với ông Trump đó là không có một loại vaccine nào mà có thể chích cho ông mà ông có thể trở lại bình thường, bởi vì ông nói những cái điều là ông là nạn nhân, ông cứ ông tấn công vào Bộ Tư pháp, tấn công vào Jack Smith. Thì tất cả những cái sự kiện này thì anh Tiến với cái nhìn của anh nghĩ sao? Bởi vì cái khán thính giả đó mà MAGA đó họ vẫn tin và họ vẫn cổ súy, và trong những người Việt đó mình thấy vẫn còn tiếp tục cái loại cổ súy này, thưa anh. Tôi thấy rằng là có lẽ là trong thời gian sắp tới đây, những cái bản cáo trạng ở nhiều vụ án khác nhau, ở nhiều tiểu bang khác nhau sẽ dồn dập đổ lên đầu cựu Tổng thống Trump. Ý tôi muốn nói có nghĩa là tòa án liên bang sẽ truy tố Tổng thống Trump ở nhiều cái sự kiện khác nhau. Chúng ta lưu ý rằng là trong cái ngày thứ ba, ngày 13 tháng 6 vừa rồi, khi mà cựu Tổng thống Donald Trump ra trình diện trước tòa án liên bang ở Miami về để trả lời về những cái sự kiện trong những tài liệu mật ông ta giữ ở Mar-a-Lago, ở dinh thự của ông ta,
thì cũng vào ngày đó hai cái người tương đối là khá quan trọng mà liên quan đến cái vụ gọi là giả mạo cử tri đoàn, tức là một người là ông chủ tịch Đảng Cộng Hòa ở tiểu bang Nevada và một người nữa cũng ở trong cái ủy ban của Đảng Cộng Hòa ở tiểu bang Nevada là ông Michael McDouglas, ra trình diện tòa án ở Washington DC, xin lỗi, ra trình diện về cái ủy ban điều tra ngày 6 tháng Giêng ở Washington DC để trả lời về những cái sự mà họ đã gọi là giả mạo phiếu đại cử tri đoàn để mà tìm cách đưa lên cho Quốc hội phê chuẩn thay thế vào những cái phiếu đại cử tri đoàn thực sự đã được Bộ Nội vụ của tiểu bang Nevada phê chuẩn. Mà đây chỉ là một ở tiểu bang Nevada, chúng ta nhớ rằng có tất cả là 7 tiểu bang mà Đảng Cộng Hòa đã tìm cách để mà thay đổi cái phiếu của đại cử tri đoàn, tức là giả mạo cái phiếu cử tri đoàn và đang bị điều tra cũng như bị truy tố. Thì những cái bằng chứng đó nó tiếp tục nó bổ túc vào cho cái bản cáo trạng mà Bộ Tư pháp, tức là Tòa án Liên bang sẽ truy tố cựu Tổng thống Trump vào cái vụ bạo loạn 6 tháng Giêng. Đồng thời, những cái lời khai của những người nhân chứng quan trọng và thân cận nhất của Tổng thống Trump, đó là những cái lời khai của cựu Phó Tổng thống Mike Pence, lời khai của cựu cố vấn ông Mark Meadows, luật sư cố vấn tòa bạch ốc của Tổng thống Trump lúc bây giờ, và lời khai của ông cố vấn cho Tổng thống là ông Stephen Miller, cũng như lời khai của cô con gái Ivanka, cũng như anh con rể là Jared Kushner về những cái diễn tiến của cái vụ bạo loạn 6 tháng Giêng mà trong lúc những người đó đang hiện diện ở bên cạnh Trump, cũng như Phó Tổng thống Mike Pence đang chủ tọa cái phiên họp Quốc hội để chứng nhận kết quả bầu cử Tổng thống cho ông Biden. Thì tất cả những lời khai đó cũng đã được ghi nhận, báo cáo và đã được ghi vào trong cái bản cáo trạng mà có lẽ là Bộ Tư pháp, ông công tố viên Jack Smith sẽ hoàn tất để mà đưa ra tòa án truy tố vào khoảng tháng 7 hoặc tháng 8 sắp tới này. Thì chúng ta thấy những cái tin tức như vậy cũng rất là bất lợi cho cựu Tổng thống Donald Trump. Rồi bên cạnh đó thì trở lại cái vụ kiện ở tòa án Miami vừa rồi, có rất nhiều người họ đặt cái nghi vấn là cựu Tổng thống Trump và những người luật sư đại diện sẽ tìm cách để kéo dài vụ kiện ra cho đến cái cuộc bầu cử năm 2024 sắp tới. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là ngay sau khi cái buổi trình diện đầu tiên thì vì chánh án ở tòa án Miami đã ra lệnh cho các luật sư của Trump, những người đại diện cho Trump phải hoàn tất những cái bản gọi là những cái bản chứng nhận để mà có thể được phép xem những cái tài liệu mật và tối mật đó để mà tìm cách bào chữa cho cựu tổng thống Trump, và hạn chót để mà nộp những cái bản gọi là chứng nhận đó, certify đó, nộp cho tòa án là ngày 20 tháng 6 này. Thì chúng ta thấy rằng cái nhịp độ diễn tiến có thể nói là rất là nhanh chứ không phải là kẻ chậm mà có thể kéo dài được như một số người họ đặt cái nghi vấn đó. Thì tôi nghĩ rằng là với cái mức độ mà làm việc có vẻ là đều đặn và nhanh nhẹn như vậy thì có lẽ cái vụ án sẽ được tiếp tục gọi là tiến hành trong cái thời gian sắp tới, mà thêm một vài cái vụ kiện mà như tôi vừa trình bày, mà cái vụ gần nhất là cái vụ sẽ được Bộ Tư pháp đưa ra tòa án liên bang, và cái vụ kiện ngày 6, cái sự kiện bạo loạn ngày 6 tháng Giêng vừa qua mà trong đó họ cáo buộc cựu Tổng thống Donald Trump là người đã có những cái dính líu sâu đậm và sách động cho cái cuộc bạo loạn đó xảy ra ở Quốc hội vào cái ngày hôm đó, thưa anh Hoàng Bạch. Dạ vâng, Dạ, cùng với thì thưa anh Hoàng Bạch.
Người ta cho rằng là cái vụ mà đang điều tra về ngày 6 tháng 1 á, như anh nói đó, nó đã gần hình thành và có lẽ các cáo trạng sẽ đưa ra trong thời gian tới. Và cái bà mà Phoenix Willis ở Georgia, ở quận Fulton đó, thì bà cũng nói là khoảng tháng 8 đó, thì bà đưa ra là trước cuối tháng 8 thì bà sẽ hoàn tất đưa ra thì tất cả những cái sự kiện này. Nhưng mà có điều lạ, ông nói ông là nạn nhân, ông nói là ông bị gọi là mà coi như là chính trị quá về vấn đề này, nhưng mà trong những ứng cử viên đó, ông nói là các ứng cử viên nó sẽ cam đoan với ông nếu mà họ được đề cử đó, thì nếu mà thành tổng thống đó, thì phải ăn xá cho ông. Anh nghĩ sao về vấn đề khi ông nói là ông không vô tội mà ông cứ ông la lên như vậy, mà ông nói là nếu mà có ai trong cái nhóm Cộng hòa đó là hứa với ông là ông sẽ hỗ trợ với điều kiện là họ thắng đã đành rồi nhưng mà phải lên ăn xá ông, thì anh nghĩ sao về vấn đề này? À, có một điều mà chúng ta phải nhìn kỹ vào cái thực trạng hiện nay trong cái cuộc tranh cử sơ bộ giữa các ứng cử viên trong nội bộ Đảng Cộng hòa với nhau. Thì cho đến bây giờ chúng ta thấy là có gần 10 người trong Đảng Cộng hòa đã ghi danh công bố chính thức ra tranh cử trong cái cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng 3 năm tới để mà có thể được làm đại diện cho Đảng Cộng hòa ra tranh cử vụ tổng thống với ông Joe Biden vào năm 2024 sắp tới. Thì chúng ta thấy rằng theo thống kê của tất cả các cơ quan truyền thông thì cựu tổng thống Donald Trump vẫn là người đang dẫn đầu tất cả mọi người với cái tỷ lệ vào khoảng từ 50 cho đến 53%. Trong khi những ứng cử viên khác mà tham gia đó thì cái người kế tiếp mà được coi là có cái tỷ lệ cao thứ nhì đó là ông thống đốc Florida là Ron DeSantis được có 22 hoặc 23, có khi được 25%, tức là vẫn thua tổng thống Trump tới 20-30%. Còn tất cả những ứng cử viên khác như bà Nikki Haley, như Chris Christie, cựu phó tổng thống Mike Pence, ông Sununu hoặc là ông thượng nghị sĩ Tim Scott, tất cả đó người được 3%, người được 4%, người được 5%, hầu như là không ai có được cái tỷ lệ sát sao với cựu tổng thống Donald Trump. Thì chắc chắn là tất cả những người đó đều không có thể thắng được cựu tổng thống Donald Trump trong cái cuộc tranh cử sơ bộ vào tháng 3 năm 2024 sắp tới để mà đại diện cho Đảng Cộng hòa. Thì lấy người nào ra đắc cử tổng thống để mà có thể ân xá cho cựu tổng thống Trump? Đó. Điểm thứ hai nữa thì tôi nghĩ có lẽ cựu tổng thống Trump gọi là tung hỏa mù ra trước và cũng có thể nhắm tới cái đối thủ của ông là ứng cử viên đại diện cho đảng Dân Chủ ra tranh cử tổng thống. Mà nếu cái người đó đắc cử tổng thống, mà nếu ông Trump bị kết tội thì đây có lẽ là lời nhắn của cựu tổng thống Donald Trump yêu cầu ông tổng thống Dân Chủ đó đắc cử tổng thống thì phải ân xá cho ông ta, giống như trường hợp của cựu tổng thống Nixon vào năm 1974 khi mà cựu tổng thống Richard Nixon đã vi phạm, gọi là đã phạm luật về cái tội cho người đặt máy nghe lén của trụ sở đảng Dân Chủ và ông ta không thể chối được, thì họ đưa ra cái điều kiện cho ông Nixon: một là ông sẽ bị quốc hội truy tố luận tội và cách chức ông; hai là ông tự ý từ chức thì ông sẽ được ông tổng thống kế tiếp là ông phó tổng thống Ford lên ân xá cho ông. Thì ông Nixon chọn cái đường là từ chức và được ân xá. Thì chúng ta thấy rằng ông tổng thống Trump bây giờ cũng có lẽ cũng đang chuẩn bị cho những cái vụ kiện như vậy. Thì đó chỉ là những cái lời tuyên bố gọi là rào trước đón sau của cựu tổng thống Donald Trump đối với những người nào trong tương lai sẽ là tổng thống khi mà ông ta bị kết tội. Thì chúng ta thấy đó chỉ là những cái chuyện bình thường, hoặc là đó cũng có thể đó là một cái sự khôn khéo rào trước đón sau của cựu tổng thống Donald Trump đối với những cái người mà sẽ là tổng thống trong tương lai khi mà họ đắc cử vào năm 2024. Dạ vâng, có nhiều điểm mà nhắc tư cũng rất là quan trọng, quan tâm đó là
cái nền dân chủ của Mỹ đang bị thách đố. Bởi vì sao? Một số người dân mà họ nói cái nền dân chủ này tệ quá thì nghe không được. Chính cái người đó đã từng lãnh đạo cái đất nước Hoa Kỳ này mà bây giờ gọi là công kích vào bộ tư pháp, công kích vào các cơ quan FBI, rồi nói đây là cuộc săn lùng phù thủy, rồi nói là bộ tư pháp này gọi là hiếp đáp ổng, rồi dưới so sánh dưới các cái thời khác không có ai như vậy. Thì anh dưới cái nhìn của anh đó, anh thấy đây là cái nền dân chủ có bị thách đố không? Tôi thấy không những nền dân chủ của Hoa Kỳ không bị thách đố, mà nền dân chủ của Hoa Kỳ hiện giờ đang được bảo vệ một cách vững chắc bằng hiến pháp và những cái luật lệ mà chính phủ Hoa Kỳ hiện tại đang thi hành, áp dụng và bảo vệ nó. Bằng chứng là chúng ta thấy rằng là trong cái thời gian biến loạn từ năm 2000, tháng giêng năm 2021 cho đến nay, qua một khoảng thời gian 2 năm, các cơ quan liên hệ điều tra, ủy ban 6 tháng giêng quốc hội điều tra, tất cả những hồ sơ tại tiểu bang Georgia đã được điều tra và đúc kết, tất cả những cái vụ kiện ở New York, ở tiểu bang Manhattan, truy tố những cái vụ kiện liên quan tới cựu Tổng thống Trump và gia đình và những người thân thuộc, thì chúng ta thấy rằng luật pháp Hoa Kỳ đang được thi hành, đang được áp dụng và đang được bảo vệ một cách chắc chắn. Không ai có thể đứng trên cái luật pháp và hiến pháp của Hoa Kỳ, kể cả cựu Tổng thống Donald Trump hay bất cứ một Tổng thống nào từ trước tới giờ. Chúng ta thấy rằng cựu Tổng thống Nixon đã bị luật pháp áp dụng và thi hành. Cựu Tổng thống Bill Clinton liên quan tới một vài cái vấn đề xâm phạm tình dục với cô Monica Lewinsky cũng đã bị áp dụng những cái gọi là những cái cuộc điều tra của quốc hội, đã bị luận tội nhưng mà đã thoát được cái luận tội đó. Có nghĩa là không kể cả những vị cựu Tổng thống và đương kim Tổng thống đều phải chịu vấn đề áp dụng các luật pháp Hoa Kỳ khi mà họ phạm tội. Cho nên hiện giờ sau 2 năm và một số người nôn nóng đã đặt câu hỏi và chê trách Bộ Tư pháp của ông Bộ trưởng Merrick Garland quá chậm chạp hoặc là sợ sệt, không dám truy tố cựu Tổng thống Trump, thì bây giờ chúng ta thấy thứ ba vừa rồi Bộ Tư pháp đã truy tố cựu Tổng thống Trump ra tòa án liên bang ở Miami và Tổng thống Trump đã phải ra trình diện trước cái tòa án liên bang vừa rồi. Và sắp tới đây chính bà công tố viên Fannie Willis ở quận Fulton của tiểu bang Georgia đã thông báo là bà ta đã hoàn tất hồ sơ và sẽ quyết định truy tố cựu Tổng thống Trump trong cái thời gian vào mùa hè sắp tới, tháng 7 hoặc tháng 8 sắp tới. Thì chúng ta thấy rằng cái nền dân chủ Hoa Kỳ đang được áp dụng và đang được bảo vệ một cách vững chắc. Những người thủ lãnh của hai cái tổ chức mà chúng ta coi là Cực cực bộc. hữu là những người lãnh đạo của tổ chức Oath Keeper và QAnon đều đã bị tòa án truy tố và bị kết án từ 8 cho đến 12 năm tù. Và tất cả những người tham gia cái cuộc bạo loạn 6 tháng giêng vừa rồi đang thọ án ở trong tù. Và mới đây nhất tuần vừa rồi, nếu chúng ta đọc những bản tin thì cơ quan FBI vẫn tiếp tục bắt giữ thêm một số người liên quan tới cái vụ bạo loạn ở quốc hội, mà trong đó có hai vợ chồng một người Việt Nam. Hai vợ chồng này đã đi theo cái đoàn người bạo loạn đi vào trong quốc hội, chụp hình ở một vài cái văn phòng của các vị dân biểu nghị sĩ. Và họ tưởng rằng sau 2 năm FBI không có đụng tới họ. Nhưng mà họ quên rằng FBI vẫn đang tiếp tục điều tra và họ bắt từ từ. Những người quan trọng họ đã bắt trước và đã kết tội. Thì bây giờ những người không quan trọng nhưng mà họ vẫn có những hình ảnh, camera, video và họ tiếp tục bắt giữ cho đến bây giờ là hơn 1.000 người đã bị truy tố. Mà cái người mới nhất là một cặp vợ chồng, hai vợ chồng một người Việt Nam
hình như ở San Jose thì Dạ, ở phải. Boston. À, ở Boston, tôi chỉ là. Thì hai bây giờ hai vợ chồng đó đang phải đối diện với cái bản án sắp tới, và đó là một cái sự dại dột mà họ nghĩ rằng họ đang làm cái việc, họ đang làm cái việc đúng, nhưng mà thực ra họ đã phạm luật, và khi mà đã phạm luật thì họ phải chịu trách nhiệm với luật pháp Hoa Kỳ. Và tôi nghĩ rằng có lẽ bây giờ hai vợ chồng đó của người Việt Nam đó có lẽ bây giờ đang hối hận về những cái chuyện mà họ đã làm. Thưa anh Hoàng Bách. Dạ vâng, đó là một chót trước khi mình khép lại chương trình ở đây để bước qua một lĩnh vực khác. Thưa anh đó, khi mà anh nói là nhiều cơ quan truyền thông và ngay cả có những người mà có tư cách pháp nhân để mà lãnh đạo đó là ông William Barr lúc bấy giờ là Bộ trưởng Bộ Tư pháp và kể cả con gái của ông Donald Trump là ông cô Ivanka đó, thì cô xuất nhận một cuộc bầu cử đó mà không gian lận. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy trong người Việt này, ngay cả một số cái đài radio ở thành phố Houston tới giờ này mà các xướng ngôn viên và cũng một người có bật nơ ở trong cái đài đó vẫn nói rằng cuộc bầu cử 20 là gian lận. Chúng ta thấy cái quyền tự do của người Mỹ này ở Mỹ đó thì nó rộng rãi quá, nhưng mà những người này họ lợi dụng, ví dụ như là một số người đưa mời những người lên đó cũng nói về ông nói là ông Joe Biden là gian lận không có chính thức, là những người kia. Tại sao tới giờ này luật pháp đã như vậy mà mình là ăn nhờ ở đậu, mình là công dân của Mỹ, mình là dân thiểu số mà tới đây tị nạn rồi vẫn còn dùng những cái cơ quan để mà có thể coi thường khán thính giả, coi thường thính giả, nếu radio thì coi thường thính giả luôn, những cái tin mà coi thường thính giả, họ nhân danh họ nói họ làm đài. Thì anh nghĩ sao về vấn đề này? À, tôi nghĩ đây là không phải tình trạng riêng của một số các đài phát thanh Việt Nam ở trong cộng đồng Việt Nam chúng ta hay là ở Houston, mà đây tình trạng chung kể cả nước Mỹ đó. Chúng ta thấy những cái đài truyền hình như đài Newsmax, đài Fox News, một số cái đài mà được những người cực hữu ủng hộ cuồng nhiệt của Tổng thống Trump, họ đều nghe, họ xem và họ tin những cái gọi là thuyết âm mưu và những cái tin giả do các đài đó tung ra. Và tôi biết một số lớn người Việt Nam cũng hay nghe, hay xem các đài truyền hình đó và tin vào những cái tin tức mà họ đưa ra. Thì trở lại câu hỏi của anh Hoàng Bách, ở Houston này chúng ta có hai đài phát thanh hiện còn đang hoạt động, và chúng ta có hai đài truyền hình vẫn còn đang hoạt động. Thì một trong hai đài phát thanh đó họ đã có những cái người công tác vẫn còn tiếp tục phỏng vấn những cái người với những cái lập luận như anh Hoàng Bách vừa nói, cho đến bây giờ họ vẫn nói cuộc bầu cử gian lận. Thì đó là nó có nhiều lý do, hoặc là họ ngây thơ, hoặc là cái trình độ nhận thức của họ còn yếu kém, hoặc là cái sự suy nghĩ, cái sự sử dụng cái lý trí của họ chưa đủ mức, chưa đúng mức để mà họ có thể biết được đâu là sự thật, hoặc là họ vẫn cố tình loan tin những cái tin tức để mà đi theo cái thị hiếu, cái sự ưa thích của thứ khán thính giả của đại họ để họ lôi kéo những người đó. Thì họ làm vui lòng khán thính giả mà họ quên đi cái lương tâm nghề nghiệp, họ quên đi cái đạo đức của cái người làm truyền thông để họ tiếp tục đưa ra những cái luận điệu dối trá, những luận điệu không đúng với cái sự thật, và để mê hoặc, để mị dựng những người khán giả của họ để họ giữ được cái sự gọi là cái dòng tài chánh mà họ có thể thu nhập được, và cộng thêm cái sự đạo đức của những cái người chủ đài, những cái người vị chủ nhân của những cái đài phát thanh đó. Thì chúng ta có thể nói rằng là tùy theo, đây là một sự tự do và họ có thể nói đúng hay nói sai là quyền của họ. Tuy nhiên, nếu họ vi phạm luật pháp thì tôi chắc chắn là luật pháp Hoa Kỳ sẽ không có để yên cho họ. Và trở lại, chúng ta thấy rằng là có một câu hỏi mà tôi vẫn thường nói chuyện với mọi người là có những người vẫn bênh vực Tổng thống Trump, có những người cực hữu vẫn luôn luôn bảo vệ những cái luận điệu lập luận của Tổng thống Trump là bầu cử gian lận. Thì mình đã đặt cái câu hỏi là
Cái cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2020 vừa rồi, trong cái cuộc tranh cử tổng thống giữa cựu tổng thống Donald Trump là đương kim tổng thống lúc bây giờ và một ông ứng cử viên đại diện cho đảng Dân Chủ là cựu phó tổng thống Joe Biden, thì ông đương kim tổng thống lúc bây giờ là ông Donald Trump, Bộ Tư pháp tức là cơ quan thi hành cái luật pháp lúc bây giờ là dưới quyền của ông William Barr, Bộ trưởng Tư pháp, là một người chúng ta đã biết là cúc cung tận tụy và nhắm mắt thi hành tuyệt đối những cái gì mà cựu tổng thống Trump muốn ông ta làm. Và tất cả các cơ quan an ninh nội địa, Homeland Security, FBI, các cơ quan National Guard, tất cả các lực lượng an ninh, cảnh sát này nọ, tất cả đều nằm trong cái hệ thống của chính phủ do cựu tổng thống Donald Trump lãnh đạo lúc bây giờ. Thì nếu cựu tổng thống Donald Trump muốn ăn gian thì họ đã có tất cả các cơ quan quyền lực của họ trong tay để họ ăn gian. Còn ông phó tổng thống Joe Biden lúc bây giờ là một ứng cử viên bình thường, ông ta không có một cái cơ quan nào trong tay thì làm sao ông ta lại gian lận được? Thì chúng ta thấy điều đó nó nghịch lý và chúng ta phải suy nghĩ lại xem nếu muốn ăn gian thì ai có điều kiện để ăn gian và người nào không có điều kiện để ăn gian, thì chúng ta phải có câu hỏi đó. Thì những người làm truyền thông ở trong cộng đồng Việt Nam dù ủng hộ tổng thống Trump nhưng mà phải dùng cái gọi là cái đầu óc, gọi phải dùng cái gọi là cái sự suy nghĩ của mình để xem đâu là đúng đâu là sai. Tuy nhiên họ vẫn cố tình cho cái cuộc bầu cử ra dân là, thì chúng ta cũng không có gì để mà phải tiếp tục tranh cãi với họ hết, thưa anh Hoàng Bách. Và bằng chứng là bây giờ cái người đầu tiên mà nói cuộc bầu cử là gian lận và không chấp nhận kết quả của bầu cử là cựu tổng thống Donald Trump thì bây giờ đã bị Bộ Tư pháp liên bang truy tố ra tòa án liên bang về những cái tội mà bị cáo buộc là liên quan tới các tài liệu mật, liên quan tới vụ bạo loạn, liên quan tới vụ yêu cầu ông Raffensperger, Bộ trưởng Nội vụ của Georgia, thay đổi tìm kiếm 11.768 lá phiếu để cho ông ta thay đổi cái kết quả bầu cử ở tiểu bang Georgia để thắng Tổng thống Joe Biden. Mặc dù ông Raffensperger là một đảng viên Cộng hòa, ông thống đốc của Georgia cũng là Cộng hòa, nhưng họ đã không làm điều sai trái và họ vẫn bảo vệ cái sự thật, bảo vệ kết quả bầu cử và họ vẫn bảo vệ cái luật pháp của Hoa Kỳ. Và cho đến bây giờ kết quả là bà công tố viên Fannie Willis của quận Phú Tân đã hoàn tất cuộc điều tra và bà ta đã giao nộp đề nghị lên Bộ Tư pháp để truy tố cựu tổng thống Trump ra tòa án liên bang trong cái mùa hè sắp tới này. Thì chúng ta thấy rõ ràng là luật pháp Hoa Kỳ đang được bảo vệ một cách chặt chẽ, nền dân chủ Hoa Kỳ đang được bảo vệ một cách chặt chẽ và chúng ta không lo ngại khi mà những cái sự kiện nó xảy ra sẽ tiếp tục nó xảy ra trong cái thời gian sắp tới cho anh. Dạ vâng, cũng đúng. Em nói trong những ngày vừa qua đó thì ông Donald Trump đó đã dùng những lời lẽ nói là tại sao không truy tố bà Hillary Clinton trong cái thời gian bà cũng dùng email, bà đem về bà dùng máy cái máy riêng đó, vậy mà Bộ Tư pháp không truy tố ông trong cái Bộ Tư pháp đó là năm 2016 đó, là ông nói là ông sẽ bắt bà Hillary Clinton, đó là Bộ Tư pháp của Donald Trump mà không truy tố, mà bây giờ thì ông cứ đổ lỗi như vậy, một người ăn nói rất là léo láo phải nói là như vậy mà vẫn có người tin. Không, bây giờ thì cái vấn đề mà chuyện của nói chuyện của Trump đó là chuyện, nghĩa là vì đó là Trump cho nên không nói là không được, cho nên phải Dạ, nhận. thưa anh Hoàng Bách, nói tới cái chuyện đó thì chúng ta mới đặt thêm một câu hỏi nữa là trong cái thời gian tranh cử của cái cuộc bầu cử giữa ông Donald Trump và bà Hillary Clinton đó, thì luôn luôn họ những người cử tri ủng hộ Tổng thống Donald Trump lúc bây giờ đó đưa ra khẩu hiệu là lock her up, tức là nhốt bà Hillary vì 30.000 cái email của bà ta. Khi ông ta đắc cử, cái người Bộ trưởng Tư pháp lúc bây giờ là ông Jeff Sessions cũng là một trong những người trung thành tuyệt đối với Tổng thống Trump lúc bây giờ,
Ông ta làm bộ trưởng tư pháp, ông ta có cơ quan FBI trong tay, ông ta có cơ quan Homeland Security, ông ta có tất cả những cơ quan điều tra an ninh lúc bấy giờ, mà họ không đủ chứng cứ để mà truy tố và kết tội bà Hillary Clinton, mà ông Trump đang là tổng thống bây giờ. Thì bây giờ tại sao ông ta lại quay ngược lại, và những cái người ủng hộ ông ta lại đặt cái câu hỏi là tại sao không Bộ Tư pháp bây giờ không truy tố bà Hillary Clinton lúc bây giờ? Tự họ đã mâu thuẫn với họ. Nhưng mà tiếc thay là họ đã không dùng cái đầu óc của họ để họ phân biệt những cái điều phải, điều trái, và vẫn tiếp tục kết tội một cách mơ hồ để tìm cách bào chữa cho những cái sự vi phạm của cựu Tổng thống Donald Trump. Thưa anh Hồ Bách. Và bây giờ còn 10 phút nữa để mà chúng ta có thể kết thúc chương trình, thì thưa anh, cái chuyến đi chúng tôi muốn nhờ anh để mà giải thích cũng như là nhận định về cái chuyến đi của Ngoại trưởng Hoa Kỳ là Antony Blinken đến Bắc Kinh sau một thời gian chần chờ, khó khăn, trở ngại, rồi cuối cùng mới đi, thì dường như là sau cơn mưa trời lại sáng, và chúng ta thấy rõ ràng chuyến đi là người ta cho rằng là không có gì là đột phá, nhưng mà rõ ràng nó đi từng cái bước chậm, chúng ta phải đi chậm. Thì anh nhận định như thế nào về hai cái cường quốc lớn, đó là cường quốc kinh tế số 1 của thế giới là Hoa Kỳ và kinh tế số 2 là Trung Quốc? Mời anh. Chúng tôi thấy rằng trong cái chuyến đi vừa rồi của Ngoại trưởng Antony Blinken và phái đoàn của Hoa Kỳ đã gặp ông Ngoại trưởng Tần Cương của Trung Cộng, và sau đó gặp ông Vương Nghị, và sau đó gặp Chủ tịch Tập Cận Bình. Thì chúng ta thấy rằng là trong 6 tiếng đồng hồ, chúng ta cứ cho là 6 đến 7 tiếng đồng hồ thương nghị với nhau, họ chưa đạt được một cái chưa đạt được một cái kết quả nào chắc chắn. Tuy nhiên, đó chỉ là một cái bước khởi đầu để tái lập lại một cái sự thương lượng về vấn đề ngoại giao, để làm cho cái tình hình giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ bớt căng thẳng ở một số nơi trên thế giới. Bởi vì trong thời gian qua đó, chúng ta thấy rằng Trung Cộng đã có những cái hoạt động ở cái vùng vùng không phận của Đài Loan. Trung Cộng đã có những cái hoạt động trong cái vùng biển ở eo biển Đài Loan mà có thể gây ảnh hưởng tới vấn đề an ninh của Đài Loan, của Đại Hàn và của Nhật Bản. Đồng thời, Trung Cộng cũng tăng cường những cái hoạt động quân sự ở trên cái vùng biển Thái Bình Dương, chúng ta gọi là Biển Đông. Và Trung Cộng cũng tiếp tục có những cái hành động gọi là do thám trên không phận của nước Mỹ. Cũng như mới đây nhất, Trung Cộng bị Hoa Kỳ tố cáo là tìm cách để đặt những cái căn cứ về tình báo ở Cuba để theo dõi những cái sinh hoạt về an ninh của Hoa Kỳ. Thì tất cả những cái chuyện đó nó đưa đến vấn đề căng thẳng giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ. Thì ngược lại, qua những cái hoạt động của Trung Cộng thì Hoa Kỳ cũng có những cái hoạt động để đối trả lại, như là cái cuộc tập trận của Hoa Kỳ mới đây với quân đội Phi Luật Tân ở Biển Đông. Hoa Kỳ đã tạo những cái thế chiến lược giữa Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi, Ấn Độ và Anh Quốc và Nhật Bản. Hoa Kỳ tạo ra những cái thế đối với Đài Loan, Đại Hàn, Nam Hàn, Nhật Bản, và có những cái cuộc tập trận tại cái vùng biển của Đài Loan. Hoa Kỳ đã đưa cái hàng không mẫu hạm đến eo biển Đài Loan để theo dõi những hoạt động của một số những cái lực lượng hải quân Trung Cộng ở eo biển Đài Loan. Tất cả những cái điểm đó đã gây nên một sự căng thẳng trên thế giới giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng, và đặc biệt là mới đây Hoa Kỳ đã lần lượt rút các đại công ty ra khỏi cái nền kinh tế của Trung Cộng, mà gần đây nhất là cái sự rút công ty Apple ra khỏi Trung Cộng, và nó đã gây đến ảnh hưởng cho nền kinh tế của Trung Cộng, đưa đến hàng triệu người dân Trung Cộng đã bị thất nghiệp bởi vì không có công ăn việc làm. Và bây giờ Trung Cộng đang phải đối đầu với cái nạn thất nghiệp ở trong nước, và nền kinh tế của Trung Cộng bây giờ đang đi xuống một cách trầm trọng. Thì Trung Cộng đang phải giải quyết những cái vấn nạn ở trong nội bộ
trong nước Trung Cộng. Trung Cộng phải giải quyết những cái căng thẳng đối với khối NATO, với Hoa Kỳ, đối với các nước Đông Nam Á Châu ở trên thế giới. Cho nên đặc biệt nhất là cái vụ khủng hoảng vừa rồi khi mà Hoa Kỳ bắn bể cái khinh khí cầu do thám của Trung Cộng, nó đưa đến một cái sự hầu như là gọi là gián đoạn về vấn đề ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Cho nên ông Ngoại trưởng Antony Blinken đã hủy bỏ cái chuyến viếng thăm Trung Cộng lúc bây giờ. Thì sau những cái căng thẳng đó thì cộng vào cái chiến tranh của Ukraine thì chúng ta thấy rằng Nga đang cần tới cái sự giải quyết và dựa vào Trung Cộng cũng như Bắc Hàn khi mà Nga Xô đang bị Hoa Kỳ và các nước trong khối Âu Châu cấm vận. Thì tất cả mọi việc chúng ta thấy rằng là phải giải quyết. Do đó Trung Cộng bắt buộc phải nói chuyện với Hoa Kỳ. Bề ngoài chúng ta thấy rằng Trung Cộng có vẻ làm gan, nhưng mà trên thực tế Trung Cộng đang cần có sự nói chuyện và giải quyết vấn đề kinh tế, vấn đề quân sự đối với Hoa Kỳ. Chúng ta thấy rằng mặc dù sau 6-7 tiếng đồng hồ nói chuyện chưa đạt được một kết quả nào, bề ngoài Trung Cộng vẫn lớn tiếng kết án Hoa Kỳ là can thiệp vào nội bộ của Trung Cộng. Nhưng mà trên thực tế thì Hoa Kỳ rất là nhỏ nhẹ, rất là nhũ nhặn. Hoa Kỳ qua tuyên bố của Ngoại trưởng Antony Blinken thì nói rằng Hoa Kỳ vẫn mong muốn có những cái sự tiếp xúc, tiếp tục những cái vấn đề nói chuyện về ngoại giao để giải quyết những khủng hoảng. Hoa Kỳ đề nghị có sự gặp gỡ giữa hai ông Bộ trưởng Quốc phòng, ông Lloyd Austin của Hoa Kỳ với ông Bộ trưởng Quốc phòng Trung Cộng. Thì Trung Cộng bây giờ vẫn tỏ ra là làm gan, vẫn chưa chấp nhận. Mặc dù cách đây 2 tuần trong cái hội nghị an ninh về Á Châu ở Singapore, thì ông Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin muốn tìm cách gặp gỡ nói chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Cộng, nhưng mà Bộ trưởng Quốc phòng Trung Cộng cũng từ chối, có lẽ là do Bộ Chính trị của Trung Cộng chưa cho phép. Nhưng mà trên thực tế chúng ta thấy rằng Trung Cộng đang ở vào một số những cái bế tắc về vấn đề chính trị, ngoại giao và kinh tế. Cho nên tôi nghĩ rằng trong cái thời gian sắp tới đây, Trung Cộng sẽ phải có những cái thỏa thuận với Hoa Kỳ để mà có thể dàn xếp và làm dịu xuống những cái sự căng thẳng ở trên thế giới và giải quyết một phần nào cái vấn nạn kinh tế mà Trung Cộng đang phải đối phó với cái nạn thất nghiệp ở trong nước. Và đặc biệt là với chiến tranh Ukraine sắp tới, khi mà các nước NATO đang ồ ạt sản xuất và viện trợ súng đạn cho Ukraine để tấn công lấy lại những cứ điểm mà Nga đã lấy, thì chúng ta thấy rằng Nga cũng đang bị bế tắc. Mà trong tuần vừa qua, quân của Ukraine đã chiếm lại 100 km vuông ở những tỉnh của Donbass mà quân Nga đã phải phải gọi là rút lui. Chúng ta thấy rằng những cái chiều hướng nó xảy ra rất là phức tạp. Tuy nhiên nó đã dính vào nhau và vì vậy bắt buộc Trung Cộng phải có những cái sự thương thuyết giải quyết về vấn đề ngoại giao đối với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cái bản chất của Cộng sản, bản chất của Trung Cộng là luôn luôn kéo dài và tìm cách để thương lượng, mặc dù họ đang bị bế tắc. Thì đó là những cái chính sách giống nhau của các đảng Cộng sản ở trên thế giới khi mà thương thuyết với các nước trong khối tự do cũng như với Hoa Kỳ. Dạ vâng, qua sự phân tích bài của ông Lê Hữu Tiến, chúng tôi xin phép khép lại chương trình ở đây. Trước khi chia tay với quý khán giả, chúng tôi và Đinh Quang Tiến xin kính chúc quý vị một đêm bình an. Và cũng xin quý vị hỗ trợ bằng cách là quý vị subscribe, like và share chương trình cho bạn bè và thân hữu. Chúng tôi xin kính chào và hẹn với quý vị trong chương trình lần tới. Xin mời anh Tiến. Kính chào quý vị khán thính giả của Người Việt Channel, kính chào anh Hồng Bách và xin hẹn gặp lại trong cái chương trình lần tới.